chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay bên Toàn mới vừa về được một chiếc xe 5 chỗ cũng rất là lướt nè các anh chị. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, giá mềm, lành tính của Ford ha. Thì bên cạnh Toàn đây là EcoSport phiên bản Titanium đời 2020 nha. Mới lướt nhẹ 10.000 km thôi các anh chị. Thì chiếc này hiện tại bên Toàn đang bán với giá là 593 triệu các anh chị ha. Nếu như mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Toàn á thì sẽ biết là Eco bên Toàn về rất là nhiều và bán đi cũng rất là nhanh luôn các anh chị. Nên mà nếu mà các anh chị nào mà đã ưng cái dòng này thì nhanh tay sở hữu nha. Bên Tiền phải nói đợt trước là về liên tục Eco và về chiếc nào là bán cực kỳ nhanh xe đó luôn. Hiện tại Eco thì Tiền còn thêm một chiếc bản Titanium đời 2014 màu cam nữa các anh chị. Giá xe đó thì khoảng 398 triệu ha. Nếu mà các anh chị muốn quan tâm tới chiếc xe giá mềm mềm đó thì liên hệ Tiền, Tiền gửi video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ, mang biển số Sài Gòn các anh chị ha. Nước sơn quanh xe thì liền lạc đồng màu, không bị trầy xước nha. Xe này mới về chưa kịp vệ sinh gì hết là Tiền quay cho mọi người xem luôn á, nên nó còn hơi dơ, hơi bụi tí xíu. Các anh chị nhà mình thông cảm giúp Tiền ha. Còn một khi xe mà giao đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp nha. Nước sơn quanh xe là Tiền thấy còn mới khoảng 99% luôn các anh chị. Có xước nhẹ ở một điểm xíu thì sẽ đi kỹ hơn cho các anh chị ha. Rồi xe này biển Sài Gòn 51H nè, 75732 ha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền nha. Bên Tiền thì có hỗ trợ cho các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đây, những cái mối nối nó còn cực kỳ khích, liền lạc đồng màu ha. Ở đây trầy nhẹn điểm như thế này nè các anh chị, không ảnh hưởng gì hết nha. Phần cản trước thì cũng không bị trầy xước gì hết á. Xe này biển Sài Gòn cho nên nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn á, mình lấy chiếc này thì khi mình sang tên thì mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa các anh chị ha. Mình chỉ tốn một tí xíu phần tiền thuế với phần ấy thôi, phần sang tên thôi ha. Rồi, độ gây gió 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe nha. Độ gây gió còn cực kỳ sâu nè. Những cái gai li ti như thế này là vẫn còn nè các anh chị. Mâm là cũng tiền thấy cũng không bị trầy xước gì nhiều hết. Nhẹ nhẹ như thế này là bình thường ha. Đa văng như thế này bình thường. Đây, đách vỏ là tuần thứ 57 của 2019 các anh chị ha, cuối 2019 á. Rồi là vỏ zin theo xe nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 11 năm 2022. Đường bộ thì hết rồi các anh chị, nhưng mà cái này thì mình vẫn sử dụng được bình thường, đi đường bình thường không có bị phạt đâu. Khi nào mà hết đăng kiểm rồi mình đóng đường bộ luôn một lần các anh chị nha. Ở đây thì có dán phim cho mình nè. Rồi nhìn sơ một vòng keo chỉ giúp Tiền nha. Keo chỉ thì nguyên zin nha. Bên Tiền thì nói không với xe lỗi rồi. Cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao tét hãng. Nên là các anh chị nhà mình yên tâm, ốc chân cửa phía trước nguyên zin ha. Thì sẽ quay thật chi tiết nha, để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe như thế nào. Nếu được thì chuyển khoản đặt cọc, bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị. Xe mà có đâm đụng, có làm lại thì những cái tem mát nó sẽ không còn nữa các anh chị ha. Đây, phần nước sơn bên đây thì cũng không có bị trầy xước gì hết, liền lạc đồng màu từ trước ra sau luôn. Rồi phía sau này Tiền thấy thì có cảm biến lùi nè, có cam lùi rồi các anh chị ha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền luôn. Đây, gầm bể sáng đẹp, không vấn đề gì hết các anh chị nhé. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 5 lít cho tới 6 lít rưỡi các anh chị ha. Ở đây lít dự phòng thì ở trong này chắc Tiền sẽ không mở ra nha, tại vì mở ra đóng vào cũng hơi cực tí xíu á, với lại là mất thời gian của các anh chị nữa. Nên nếu mà các anh chị có quan tâm thì ghi liên hệ Tiền, Tiền sẽ chụp hình cho các anh chị nhà mình xem nhé. Rồi Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem phần cốp nè. Xe mới về chưa vệ sinh gì hết mà cốp rất là sạch sẽ các anh chị ha, rất là sạch á. Ở đây những cái phần nỉ cũng rất là sạch, không bị dơ bị gì hết á. Đây, đồ nghề các anh chị, con đội tay quay ha, đồ nghề còn đầy đủ nha. Mới mở cái cốp á, xe ra thôi mà Tiền cảm thấy còn mùi thơm, còn cái mùi mới luôn á các anh chị. Đây, những cái phần nỉ nè, nhìn sơ giúp Tiền ha. Cốp thì cũng tương đối rộng thôi, đựng tầm khoảng hai cái vali thôi các anh chị, hai vali lớn thôi ha. Rồi nhìn sơ phần ốc cốp cũng như là một vòng keo chỉ cốp giúp Tiền nha. Rồi nguyên zin hết các anh chị ha. Đợt này bên Tiền nè, 5 chỗ về thêm nhiều xe lắm các anh chị. Nếu mà nói về gầm cao thì còn Hyundai Kona màu đen đó nè các anh chị, đời 2019. Rồi mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất nha. Màu này đẹp lắm các anh chị, xinh lắm á. Ghế da nguyên zin nha, tông màu đen, chất da còn rất là căng, rất là mới luôn. Sàn thì sàn nguyên bản ha,
có tắp bi sàn ở trên, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời để các anh chị. Đấy, mình nhìn vào cái phần da ghế thôi mình cũng đoán được phần nào là xe đi nhiều hay là đi ít các anh chị ha. Nếu mà đi nhiều thì chất da nó sẽ bị nhùng các anh chị. Đây là chìa khóa của Eco nè các anh chị ha. Rồi, Tiền sẽ đề máy cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Rất là êm luôn. Thì ngồi trong này mà phải nói là không nghe tiếng máy các anh chị, tí xíu nữa sẽ cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Rồi, trước tiên nhìn dùm Tiền phần vô lăng nè. Vô lăng bọc da không bị trầy xước, không bị hao mòn, không bị bóng mờ gì hết nha. Những cái nút bấm là không bị trầy xước, không bị mờ chữ, mất số gì hết nè. Rồi, nhìn đồng hồ giúp Tiền luôn. 10.970 km các anh chị ha. Táp lô nè. Đấy, không có một vết trầy xước gì hết ha. Ở đây là keo á các anh chị. Keo á. Rồi, trên này thì có một cái camera hành trình của anh chủ trước mình lắp thêm nè. Màn hình zin theo xe ha. Đây, dưới này là điều hòa, các anh chị nhìn sơ giúp Tiền ha. Đây là những cái cổng sạc nè. Đấy. Đây, cần số cũng rất là mới nha. Bên đây, ghế bên phụ cũng còn rất là căng, rất là đẹp ha. Trên này có cửa sổ trời nữa, Tiền sẽ mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem nha. Cửa sổ trời cũng hoạt động rất là tốt luôn. Đấy, xe này Tiền thấy mua về là mình sử dụng ngay thôi chứ không cần phải trang bị thêm gì nữa hết đó các anh chị. Tiền thấy là cũng khá đầy đủ cho mình sử dụng rồi. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Sẽ cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, lành tính, bền bỉ, giá mềm, đầy đủ ốc xanh là phải lấy ngay. Xe này đặc biệt là màu đỏ nữa các anh chị. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm Tiền cái phần ốc của nắp cabo cũng như là keo chỉ cabo nha, nguyên zin các anh chị ha. Bên Tiền thì nói không có xe lỗi cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nè. Đây, phần khung xương. Đấy, nguyên zin các anh chị ha. Tem mát từ nhà máy vẫn còn, ốc ác sơn phết nè. Đấy, còn đầy đủ các anh chị. Nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn nếu mà muốn chắc thì cứ mang vô hãng test là chắc nhất nha. Rồi, cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nè. Rất là êm luôn. Thì đóng lại nha. Rồi, Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh Tiền đây là Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2020 nha. Mới đi 10.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 593 triệu các anh chị nha. Giá ở đây Tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc này nè thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh, mình thích chiếc xe này quá mà mình chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á, thì có thể là xem qua video chi tiết xe của Tiền ngày hôm nay nè, rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi, thì sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe luôn. Nếu mà đúng với những gì bên Tiền cam kết, đúng với những gì bên Tiền làm video, thì khi đó các anh chị nhà mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên các anh chị không có mất thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Còn về chất xe thì bên Tiền đã cam kết rồi, cam kết bằng văn bản có hợp đồng đàng hoàng, nên là các anh chị đừng có lăn tăn về vấn đề chất xe nữa nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký nha. Ấn vào biểu tượng chuông thông báo bên dưới đi, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về nè, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.